Ồ, kìa, chạy lên này kìa, chạy lên này kìa. Cha chủ nó hay đó. Đi, tỉnh đi cho hay đi. Đi ra báo nó con. Cái gì chó dẫn đường lên không quý vị. Rồi, đi tới đâu nữa con? Tới đâu nữa? Tới đâu? Đưa tiễn xa dữ à? Dẫn lên nha quý vị. Dẫn đường lên, mình tới dưới là dẫn đường lên. Và sau đó thì tới đây dẫn đường xuống. Vui vẻ. Chia tay được rồi. Vui vẻ lắm. Dạ, Nam Mô Đà Phật, kính thưa toàn thể quý vị. Dạ, hôm nay Thành Hậu và anh Sáu sẽ lên để tìm hiểu một cái ngôi chùa là Côn Lôn Cổ Tự, chùa núi Nam Quy. Dạ, đây là một cái núi Nam Quy, là một ngọn núi này hầu như là rất ít người tham quan du lịch đến. Mà nghe nói cái tên cái chùa dòm thấy sao lạ quá, Côn Lôn. Dạ, cái danh từ Côn Lôn này giống như ở là chỗ tiên ở không? Côn Lôn, núi Côn Lôn, Côn Lôn Cổ Tự. Không biết rồi, thì không biết thì rồi anh em mình sẽ lên trên ha. Rồi mời quý vị mình sẽ lên trên cùng với anh em sẽ lên trên để khám phá coi những gì ha. Rồi mời lên. Rồi. Dạ, đây thì anh em sẽ mời quý vị cùng với Thành Hậu và anh Sáu để lên trên để coi cái ngôi chùa này nó đặc biệt như thế nào. Rất là cổ kính nha quý vị. Sáng mình lội để thể dục hay sao? Lấy gai rồi cho lưu thông mạch máu rồi con người sức đề kháng mạnh rồi coi. Khỏe mạnh rồi coi. Tinh thần mới sáng suốt mới làm việc đắc lực được. Nay anh em thì sẽ lên cái núi này hầu như là rất ít người đi. Rất ít người viếng. Không có khách đi, ít đi lắm. Yeah. Này kêu bằng quan du. Hẻo lánh, vắng vẻ, ít người. Thấy cái đường lộ thôi, thấy cũng cây cối mọc um tùm hết. Tới đó các bạn quay qua núi này núi kia đẹp lắm. Bên kia là núi Cấm. Không, kia là núi Dài, Ngọa Long Sơn. Núi Dài Vạn Liên. Dài dài cảnh này kia. Thâu lại gần gần lại cho thấy rõ. Núi Dài Vạn Liên. Chùa này thì hồi xưa đó quý vị, Thành Hậu có lên một lần lúc còn nhỏ. Núi này còn quá hoang sơ. Quen vậy đó sủa chi quá mừng rồi. Vậy hả? Quá mừng rồi. Lâu quá con gặp mày mặc bộ đồ hoài không đổi bộ đồ khác cho con, mặc đồ vàng hoài vậy đó hả? Thương quá quý vị. Có bản kìa. Ba con nằm chỗ hả? Đấy vừng ha, chó lọc xù vừng lờ ha. Quá mừng. Ồ, kìa, chạy lên này kìa, chạy lên này kìa. Cha chủ nó hay đó.
đi chỉnh cho hay đi. Đi theo đó nữa hả con? Vậy chó dẫn đường lên quý vị. Rồi, đi tới đâu nữa con? Tới đâu nữa? Ừ, tới đâu? Rồi, mừng con sáu đi. Mày ở đây mày có buồn không? Vắng vẻ gần núi mày có buồn không con? Đã số đã tính giờ chùa đóng cửa hoang vắng không có người, chỉ có mấy con chó giữ chùa. Khách đến nó mừng tiếp khách. Lòng không ai tắm đó, cho nên lòng ngáy luôn đó. Dẫn đi kiếm chủ rồi con đó. Chiều có người đem đồ ăn cơm cho nó ăn vậy đó. Có cũng có người chứ. Bảo vệ chùa được chứ. Phía sau chắc cũng có. Đi cửa bên đây này, thu quên đây. Chùa Quan Vắng mà nãy có giới thiệu đầu tiên rồi. Không có người luôn hả? Ừ, chùa Quan Vắng mà. Không ai đến. Ít người đi. Thì chỉ có mấy chó bảo vệ giữ cửa vậy thôi, rồi chủ thì vô thiền định ẩn ở đâu rồi. Đâu rồi hả? Đi vô đường nào đó. Đâu, chủ đâu? Mình hoài mà không có nói chủ được mình hoài không? Mình với chủ mà đâu rồi? Có gì ăn nha. Chủ đi đâu rồi mà ở đây? Đá này dơ. Đá thằng này uống. Luôn. Này uống của đại tử mà. Tử không nước uống. Ừ. Bây giờ nước đâu uống khô hết rồi. Đây là một cái để dành khi nhang giấy để đốt thiêu đó, nhang đốt chân nhang rồi đó. Khi chân nhang mà nhiều quá thì trong chùa ta rút ra để đây đốt cho nó có cái chỗ đốt dễ đốt. Sao ở đó đi ở đó không xuống, ở đó không xuống nữa, xuống nữa. Nữa xuống bay lên nữa nè kìa. Xuống. Mày tên gì ạ? Mày tên. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, vừa qua thì Thành Hậu và anh Sáu Mẹo đã đến cái ngôi chùa này. Ngày hôm nay thì cô Tư là cái ông Tư ở chùa này, hương khói đó, cô bị tai nạn ở Long Xuyên cho nên chùa phải đóng cửa. Và ngôi chùa này là ngôi chùa là cũng mấy trăm năm quý vị. Trải qua mấy đời rồi, mấy đời cố hồ sơ rồi, cố hồ sơ của cô Tư đó. Dạ. Cho nên đó là tới bây giờ thì cũng rất ít người đến để thăm viếng. Phải nói là ngôi chùa này mấy trăm năm cũng gọi là ngôi chùa cổ ha.
Cổ xưa, mấy trăm năm là cổ rồi đó. Thì thôi hôm nay Thành Hậu đến đây thì cùng với anh Sáu định viếng những ngôi chùa cổ xưa, cũng có những cái di tích đặc biệt. Thì đến đây chẳng may là cái duyên chưa có được hội đủ là ngôi chùa đóng cửa. Thì anh em sẽ cống hiến nơi đây giữa các vị chư thần, các vị phước mặt phước mày ở đây. Một cái đoạn ông đọc trước thì tôi giới thiệu tôi sao thầy. Ông đọc trước Thành Hậu xin đọc lại một bài là thức tỉnh một nữ tín đồ ở Bạc Liêu. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chót đã quy y giữa Phật đài, nguyện rằng đệ tử dứt trần ai, mong nhờ đuốc huệ soi đường tôi, chớ nhiễm nghiệp phiền chớ đắm sai. Đắm sai một phút cõi lành xa, sớm tỉnh trì tâm trong quỷ tà, dồi gót theo thầy nương Phật cảnh, vui vậy xem hội hội long qua. Long qua tiên Phật người đáo ta bà, lừa lóc con lành giết quỷ ma. Nếu mãi mê mang mùi tục cứ lụy, linh hồn chìm đắm chốn nề hà, lòng thầy chua xót cơ ruột thầy đau, nghe được lời khuyên tình giới nào, kiếm quê rứt sông rồi quả bao, lo gì cửa Phật chẳng chén vào. Cuộc trần ôi quá khổ, trường đó đen là chỗ nhốt nhơ, biết bao người vì nó phải bơ vơ, sự nghiệp hết gia đình tan nát, sớm tỉnh ngộ lên đường giải thoát, người lánh ở xa trường đổ bác chớ chen chân. Nếu lỡ cơ mua tàu hay bán tầng, thân trí cực nở lần khấn chẳng dứt, chỉ cho bằng quy y thì khá hành y, giữ lòng thanh tịnh từ bi giúp đời. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, tiếp theo thì anh Sáu Mẹo sẽ đọc lại một bài khổ, mời quý vị cùng lắng nghe. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Đời là khổ tạo nghiệp nhiều thêm khổ,
mà biết gọi là khôn. Khi lo thân sống phải nhớ lo hồn, bỏ hồn chỉ lo thân là uổng kiếp. Hồn mừng thân đợi làm nhịp cầu siêu, nên sống để cho hồn được quy Phật tiêu diêu, chờ sống để cho hồn thêm đài đỏ, đời càng khổ càng khiến không thông thả, đạo càng tu càng thấy nhẹ khổ đau. Đạo là hạnh phúc cõi trần lao, cũng là cớ đưa người vào hạnh phúc. Muốn hạnh phúc muốn cho giải thoát đường đạo, nên tiên bước chớ nên dừng. Dạ thân này tu đổi lấy chân thân, dịp lành mắt muôn lần không thể kiếm. Sanh ra gặp đạo màu là cố hiếm, có duyên xưa với không phải chuyện bất ngờ. Gán tu hành chớ đợi phúc nào ngơ, nhất tâm được có giờ thành đạo được. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ Nam mô Đà Phật. Tiếp theo thì mời quý vị mình ra phía sau, có những cái ngôi chùa phía sau quý vị. Rồi mời anh Sáu ra phía sau luôn ha. Ờ đi. Rồi. Cổ xưa ngôi chùa này trải qua mấy đời ông Từ, cho nên đời này là cũng là 3-4 đời rồi đó quý vị. Cho nên là ngôi chùa này tới mấy trăm năm rồi đó quý vị. Lên đường nào đấy bạn? Biết đường lên không ạ? Kệ kệ bên đó kìa. Ờ đây đi đường. Nếu đi đường kia không phải, nhưng mà mình không biết đường đi, đi bên đây. Thầy coi cái đường nào mình đi đi. Cái dạng mình cũng cổ xưa lâu đời rồi, đâu phải dễ đâu rồi, dễ đi phải không? Cổ mà cổ, quá, cổ. Cổ là xưa. Đây. Nội mấy tảng đá này thông vào tới mình thấy chùa phải nói là... đi lên bậc lên luôn. Xưa, quá xưa. Cổ là xưa. Kim là nay. Là mà có nay là có xưa. Cổ là xưa, kim là nay là có xưa có nay. Lại mở rồi sao? Mở cửa. Rồi. Ôi có luôn. Vô chùa nói việc tu hành, không bàn thế sự mới là chân tu. Yeah. Thấy không? Chùa thờ đúng phía trên chánh điện của gì? Đốt nhang cái. Tôi có quạt không? Có quạt này chưa? Tây phương tam thánh ha. Đây là Quan Thế Âm đại thế chí.
cây nó, cây nhỏ nó. Thúng đi Hậu anh, cầm cái bự đi. Rồi cây đi. Thúng luôn. Chứ chùa phải lấy Phật. Mấy nhà bự thôi. À gì đi. Sao giờ cũng đi. Rồi cũng đi. Rồi cũng đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cung kính các vị sơn thần. Giờ hôm nay Thành Hậu và anh Sáu Mèo có đến ngôi chùa Côn Luân Cổ Tự, là một ngôi chùa rất là lâu so với cái thời gian và không gian. Anh em đến đây thì cầu nguyện mời anh Sáu về Thành Hậu. Nam mô Phật Sa Ba Sa. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần Chư Quan Thượng Thần Chư Vị Sơn Thần Chư Vị Năm Non Bảy Núi Cảm Ứng Chứng Minh. Giờ hôm nay chúng con đến đây là ngôi chùa tại núi Nam Quy, Côn Luân Cổ Tự. Nhờ ơn Đức Phật, Đức Thầy, các vị tâm quan chư vị gia trì hộ độ cho đất nước Việt Nam, cùng năm châu thế giới được mưa thuận gió hòa, nhà nhà được an cư, lạc nghiệp, dịch bệnh mau tiêu trừ, tai qua nạn khỏi. Và chúng con cầu nguyện cho gia đạo chúng con được luôn luôn tiêu trừ nghiệp chướng, giải hết quả căn. Bản thân chúng con luôn luôn trí tuệ phát sai, tinh tấn tu hành cho đến ngày giải thoát viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi xong. Cái cây mới cúng còn mới đó. À, những ngôi chùa quan vắng. Yeah. Tôi với đại hậu là đến đây để lễ Phật vừa xong. Yeah. Ra để quét lá bồ đề. Rụng, lá me rụng. Để cho ngôi chùa được là có vệ sinh. Yeah. Tại vì Đức Thầy cho biết là xa nơi tranh đấu lợi danh, giữ lòng thanh tịnh, tánh lành trao tria. Thành Hậu rất thích những cái nơi thanh tịnh như thế này để tạo dựng. Rồi bên cạnh đó thì có những cái liêu, cái cốc nhỏ. Và để anh em nào có cái chí hướng trở về để tu hành thì mình sẽ có duyên, thì sau này Thành Hậu rất là mong muốn ơn trên và tất cả những vị sơn thần, những vị phước mặt để gia trì hộ độ cho Thành Hậu. Theo cái tâm nguyện Thành Hậu thì gặp rất thích những cái cảnh núi non, và thêm một điều nữa là có những cái am trại và Thành Hậu trụ lại để niệm Phật. Và để cô bác bà con nào đến thì Thành Hậu sẽ trợ duyên về vấn đề đạo đức trên đường tu hành mà thôi. Vậy thì vừa qua Thành Hậu và anh Sáu Mẹo cũng có đến một ngôi chùa. Đây là một ngôi chùa cũng là rất là lâu năm và một ngôi chùa cổ xưa. Chỉ có một cái cô ở, nhưng mà cô đó thì bây giờ là đang bệnh rồi quý vị. Đó, cho nên thì
sau cùng anh em xin chúc cho toàn thể quý vị luôn luôn được bình an sức khỏe ha, tinh tấn trên con đường tu thân hành thiện. Rồi hôm nay thì anh em sẽ xuống núi. Rồi mời quý vị mình ha. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, thì vừa qua hai anh em Thành Hậu và Sáu Mẹo đã đi chung quanh cái ngôi chùa rất là cổ xưa. Ngôi chùa này chùa gia đình, được cái cô làm từ, chỉ có một cô thôi đốt nhang. Cô này đang nghe nói gãy cái chân gì đó ở bệnh viện rồi, cho nên ngôi chùa này mình đi phía sau á, ra bọc phía sau mới có được cái đường vô cũng rất là khó. Thì thôi, trước khi dứt lời anh Sáu cũng có đôi lời gửi đến cho bà con ha. Rồi xin mời anh Sáu. Dạ trước khi dứt lời, và cô bác và toàn thể chư quý vị và theo dõi, thì chúng tôi cũng cảm ơn và chúc cầu cho toàn thể chư quý vị thân thể được khỏe mạnh và tâm an, trí huệ được sáng suốt, đối với cảnh thận nghịch dùng cái trí tuệ Bát Nhã để mà hóa giải. Nhờ cái mà sống được như vậy thì chúng ta mới an lạc và hiện tại tốt đẹp và vui vẻ và khỏe mạnh và tu hành tinh tấn cho đến ngày thành công viên mãn. Và Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và Nam mô A Di Đà Phật. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Thì Thành Hậu cũng xin chúc cho cô bác bà con nhân cái ngày rằm tháng 7 này là cái ngày lễ Vu Lan, chúc cho những người con luôn luôn lúc nào cũng mạnh khỏe, và để phụng sự cho phụ mẫu tại đường được tăng long phúc thọ, và cầu nguyện cho phụ mẫu quá khứ được trực giảng Tây Phương, và cầu chúc chung cho toàn thể quý vị luôn luôn được bình an sức khỏe. Và quý vị nhớ bấm kênh Thành Hậu Cư Sĩ để đăng ký, và Thành Hậu sẽ có những cái video mới để cho đến gửi đến quý vị nghe về tâm linh tu hành. Rồi xin thân ái kính chào, Nam mô A Di Đà Phật, hẹn gặp lại. Ba bố có nhân viên nào gặp lại. Ê thưa quý vị, mấy chú chó này dẫn đường lên nha. Dẫn đường lên, rồi giờ đưa tiễn luôn. Được nha. Bye bye. Bye bye. Rồi thôi ở đó đi, đi theo chi, dẫn đường lên chi. À dẫn đường xuống nữa sao? Đây là dẫn đường lên luôn quý vị, dẫn đường lên. Dẫn lên rồi dẫn đường xuống luôn ha. Dạ thôi, tạm biệt. Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Cảm ơn nha. Rồi bye bye. Không có gì đem theo cho anh ăn hết trơn. Rồi thôi, cảm ơn, cảm ơn. Được rồi con. Đưa tiễn hoài tới đây được rồi. Được rồi. Sáng lên đây không có đem bánh trái hết trơn mà đưa tiễn xa dữ hả? Dẫn lên nha quý vị. Dẫn đường lên, mình tới dưới là dẫn đường lên. Và sau đó thì tới đây dẫn đường xuống. Vui vẻ. Chia tay được rồi. Vui vẻ lắm. Núi luôn. Rồi, đưa xuống luôn đây là quý vị mình thấy là chú chó núi à. Quý vị dẫn lên luôn. Dẫn lên mà đưa tới chân núi luôn. Tới chân núi luôn. Đây, rồi, đưa lỡ rồi, đưa xuống luôn rồi. Xuống dưới có mấy chú nướng dưới á. Rồi, đi đi. Xuống luôn nè quý vị. Không nhận cho hết mình luôn đó. Đưa tiễn kêu bằng kêu tới tới bến luôn. Tiễn tới bến luôn. Quá xa. Đây, chú chó này là dẫn từ từ dưới chân mà lên lên tới trời luôn. Rồi. Chú này có đồ ăn nè con ơi. Nè, xuống đây. Chạy theo hoài luôn quý vị. Ừ. Đó, dĩ được. Đưa đi tiễn mà ra đi mà đưa lên rồi đưa xuống luôn. Thấy không? Rước thì đưa luôn. Sao nó có mặc cái áo vàng mà sao nó mặc hoài nó không đổi màu khác cho người ta? Hả? Nó mặc có màu vàng hoài hả? Ừ. Bởi vì mai mốt nó đổi là màu khác. Đổi màu hả? Khác. Đổi màu khác hả? Ờ, xuống đi. Đi xuống. Đó. Rồi, dẫn lên, dẫn xuống luôn. Thưa quý vị, đây. Chú chó này dẫn dẫn lên núi xuống núi luôn. Ừ. Rồi, ông xuống dưới ông lấy cái trái chuối cho nó ăn đây. Ừ. Chú cho ăn cho chú nướng. Rồi xuống đây có tặng quà cho quê. Ông đưa tiễn tôi từ lên từ trên mà xuống lên đưa lên rồi đưa xuống rồi tôi phải tặng quà lại để bù đắp lại cái công lao đưa tiễn đồ chia tay đồ coi. Ha rồi xuống xe đó lại xe đó đó con lại xe đó có quà đó kìa tặng quà cho lại đây đây lại đây lại đây 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 tặng quà đây 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 ơi bạn bè không mà không gài không biết gặp nhau rồi bữa nay nè gặp nhau nè đây đó ăn đi ăn luôn ăn đi con không biết ăn rồi vậy là tu luyện mà không ăn chân tợ nhịn đói hoài sao sống nổi cho chú rồi xin cho ta nè nè nhịn đói hoài sao sống nổi nè tu luyện mà không ăn thì ốm chết chết à. Ăn đó
chú đang được nào quên. Chú đang được nào quên. À đi. Để tu luyện mà nhịn đói hoài sao sống nổi. Phải ăn chút ít đồ sống chứ. Sống qua ngày rồi chứ bạn. Tôi cũng còn ăn đây nè bạn, mà nhịn đói hoài sao chịu nổi bạn. Mình cũng phải ăn uống đồ có thực mới vượt được đạo rồi chứ. Giữ chùa mà không ăn đói à nghe. Tôi còn ăn đây nè. Còn bạn không ăn là đói đó nghe. Bữa nay thấy ốm lắm rồi đó. Dẫn xuống cũng dẫn lên dẫn xuống. Chạy theo lên chạy xuống, nghiệp quá ha. Ừ. Anh đi con nữa đây. Có duyên lắm mới à. Ừ, hộ pháp mà. Giữ chùa mà. Khách đến đã đưa tiễn mà. Nó ăn cũng chậm gãi hơn ta, không phải ta ăn lẹ 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 ha. Văn ở trong chùa nó có giới lực á nghe. Trong chùa nó có học lực á, phải ăn uống mà ào 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 đâu. Nó ăn cũng là mình thấy cái cách ăn là chậm gãi là cũng có tập luyện rồi đó nghe. Tập luyện ở trong chùa, ăn theo kiểu chùa đó, không phải ăn kiểu ào ào ào, ăn đun 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 đâu mà nghe. Thấy chưa, thấy là ăn có tập luyện vậy đó. Thấy không, nó ăn từ từ chứ không thấy đâu giống chó mấy chó kia đâu, chó kia nó làm nó bập 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 làm quyết liệt lắm, bạn này nó ăn từ từ phải không đó, cũng ăn cũng có bài bản đồ, ăn cũng có từ từ đồ, thấy không, nó cũng ăn hết trơn rồi, nhưng mà nó không phải như mấy chó kia, nó làm đàng hoàng lắm. Rồi khát nước không biết có nước nữa. Ừ, cái chai nước trong bị nè. Mà nó đổ đâu cho đúng được. Không có. Không có, ông gót cái nước đây nè, Dũng này liếm mà. Sao liếm được cái nước? Được, cái được. Gót nó chảy cái. Ông có gót cái chỗ đó cho nó liếm. Ông để vô cái nắp á, thì ông bật cái nắp lên. Nè nè, ông lấy đi. Thì rồi, ăn phải uống miếng nước nha. Ăn phải uống nước chứ. Uống nước đi. Nè. Đi. Đại tử, uống nước đi con. Nè. Dạ. Uống nước đây nè. Ăn rồi uống cái gì? Cũng bài bản lắm đó. Ăn rất là nhỏ nhẹ ha. Ừ, để cách ăn là có biết là người ở chùa ăn cũng phải giới lực đàng hoàng chứ không phải ăn ào ào đâu. Ừ. Nước nè. Nước nước. Ừ, thấy không? Ăn rồi uống đàng hoàng thấy không? Cũng phải gì được. Còn mà không có gì lực ăn ào ào nuốt vô lẹ vô, còn ăn vô phải giữ chánh niệm rồi biết ngon dở đồ để tâm an lạc rồi ha, vui vẻ rồi ha. Uống nước đi nè, nước nè, uống vô nước đi. Dòm đây cái này à. Thôi đắng ăn đi, đắng ăn đi. Thôi, no rồi, đi lên đi, lên dưới tiếp tục đi. Thôi, lên đi, lên chùa đi con, lên chùa đi, trả về trả đi. Đi chùa đi. Rồi, đi lên chùa đi, rồi, tiếp tục, đi rồi, lên đi con. Lên chùa đi con. Chia tay. Chia tay. Rồi, đi đi, lên chùa đi. Đi đi, lên đi. Lên đi, đi đi, rồi tao về à. Bye bye nha. Thôi, thì chạy theo chi nữa. Chạy theo hoài cái gì ơi. Rồi lên đi, lên chùa đi, đi đi. Làm lên trên xem. Xe. Rồi, anh đi lên chùa. Rồi, chú chó đã đi lên chùa. Đi. Rồi, dẫn xong rồi quý vị ơi. Chó dẫn đường xong rồi, chú chó lên chùa. Rồi đi đi con. Rồi, thấy anh, về đây. Anh buồn lắm. Về đây, về đây, về đây. Thôi đi đi đi. Chia tay rồi. Rồi, quyến liếc gì nữa? Chó quyến liếc lắm quý vị. Rồi, về đây đi. Rồi, giọt rồi, tắt đi, tắt đi, tắt đi.